Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với Base Academy. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để tổng hợp quy trình trước khi triển khai hệ thống Base Workflow của Base.vn. Câu hỏi đầu tiên, tại sao chúng ta cần phải tổng hợp quy trình trước khi triển khai? Lý do của việc tổng hợp quy trình đó là giúp anh chị sẽ tiết kiệm thời gian trong quá trình triển khai. Thứ hai, trong quá trình anh chị tổng hợp quy trình cũng là lúc để mình có thể sàng lọc những quy trình quan trọng nhất mà mình muốn số hóa đầu tiên. Mình chỉ tổng hợp từ 20 đến 40% quy trình quan trọng nhất và thường xuyên sử dụng nhất của công ty. Quá trình này giúp anh chị biết quy trình nào thực sự là quan trọng của công ty mình. Nếu công ty anh chị đã có những cái lưu đồ giống như hình vẽ ở đây, thì anh chị có thể đính kèm cái lưu đồ đấy lên trên Google Drive hoặc là OneDrive. Sau đó thì anh chị sẽ nhập thông tin như sau, ví dụ như là anh chị có quy trình giao hàng, bộ phận kinh doanh, thì anh chị sẽ đính kèm đường link vào đây, ví dụ như vậy. Khi mà bạn chuyên viên triển khai nhìn thấy file tài liệu này, bạn ấy có thể đọc các cái lưu đồ và các quy trình của công ty các anh chị. Nhờ các lưu đồ này mà bạn chuyên viên triển khai đấy có thể hiểu rõ về quy trình của công ty các anh chị, từ đó có hướng tư vấn cho phù hợp. Tuy nhiên, có thể một số doanh nghiệp chưa hề có những lưu đồ quy trình giống như thế này, thì các anh chị có thể tham khảo mẫu 60 quy trình thường gặp của Base và có thể theo dõi video hướng dẫn tổng hợp quy trình hoặc là tài liệu hướng dẫn tổng hợp quy trình ở đây. Các file tài liệu mẫu và file mẫu ở trên giúp anh chị có thể tham khảo các cái quy trình thường có. Tuy nhiên, để có thể triển khai dễ dàng nhất cho các doanh nghiệp chưa có quy trình thì các anh chị có thể điền theo một mẫu như ở đây. Mỗi một cái khung ở đây thể hiện một quy trình. Thứ nhất, dòng đầu tiên sẽ là tên quy trình, ví dụ là quy trình mua hàng. Dòng thứ hai đó là đầu vào và đầu ra. Đầu vào có thể là yêu cầu mua hàng và đầu ra có thể là hàng hóa đã mua và bàn giao. Tiếp theo, anh chị sẽ mô tả về các bước trong quy trình của mình. Ví dụ như ở đây, với bước đầu tiên trong quy trình mua hàng sẽ là yêu cầu mua hàng được duyệt, thì người quản trị giai đoạn này sẽ là trưởng phòng mua hàng. Tiếp theo, người thực thi có nghĩa là người mà gửi yêu cầu, có thể là toàn bộ nhân viên này. Thời hạn trong bước này là 24 giờ này. Công việc cần phải làm là nhập yêu cầu mua hàng này. Và kết quả dữ liệu là tên khách hàng, mã đơn gì đó, và sẽ được nhập theo một cái form mẫu. Anh chỉ có thể đính kèm cái form mẫu vào đây luôn và mô tả giai đoạn nếu có. Tiếp theo, bước số 2 là tìm nhà cung cấp. Anh chị cũng sẽ điền đầy đủ các thông tin giống như mẫu ở đây. Bước số 3 là giả sử duyệt nhà cung cấp, ai là người thực hiện thì anh chị cũng sẽ ghi rõ ở đây. Bước số 4 là mua hàng, thì chúng ta cũng sẽ nhập rõ các thông tin của bước số 4, tương tự với bước số 5 và số 6. Anh chị sẽ nhập theo đúng cái mẫu file này, thì khi bạn chuyên viên triển khai của Base làm việc với công ty các anh chị thì bạn hoàn toàn có thể đọc và hiểu được cái quy trình của công ty các anh chị dựa vào file mẫu ở đây. Và để tạo tiếp một quy trình tiếp theo thì anh chị chỉ cần copy và di chuyển xuống dưới đây. S thì chúng ta sẽ nhập tiếp quy trình số 2. Như vậy thì sẽ tiết kiệm trong quá trình mà chúng ta triển khai, cũng như là giúp bạn chuyên viên triển khai có thể hiểu được quy trình của các anh chị. Mong rằng các anh chị sẽ dành thời gian để tổng hợp ra các quy trình, có thể là chỉ cần 20% đến khoảng 40% số quy trình thường xuyên sử dụng nhất và quan trọng nhất của công ty các anh chị. Nếu có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu, anh chị có thể comment ở dưới video này, hoặc là các anh chị có thể trao đổi trực tiếp với bạn chuyên viên tư vấn đang phụ trách tư vấn phần mềm Base cho công ty của các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.